Xin chào quý vị và các bạn, mình là Kevin Đức Nguyễn, là Real Estate Broker tại Houston, Texas. Kevin làm YouTube để quay về mua bán nhà và có nhiều cái thông tin về quản lý cho thuê hoặc là bất động sản tại Houston nha. Hôm nay Kevin giới thiệu đến quý vị một cái căn nhà, một cái khu đi. Một cái khu này là nằm ở Tomball. Tomball này nó rất là phát triển, rất luôn và phát triển. Cái trường học của nó rất là thấp, bây giờ nó đang đứng lên thứ ba rồi, trường học rất là tốt. Khu này thuế nó có 2.4 thôi và nó không có cái PID. Khi mà Kevin có một cái nó nhắn cho quý vị biết là nhớ là khi mà quý vị mua nhà mới bây giờ á, có nhiều khu nó chạc một cái nó gọi là PID. Bây giờ Kevin mời quý vị đi theo Kevin vô nhà này nha. Ok, nhà này là nhà mẫu của cái Orlando. Nó có 1831 square feet, 3 phòng ngủ, 1 phòng study, tức mình có thể làm thành phòng số 4 ha, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, nhà trệt. Nó có đang có khu này cũng đang có mấy cái promotion cũng mình nếu mà từ theo thời điểm mình mua nha quý vị. Cái video Kevin làm ngày hôm nay là cũng gần cuối tháng 3 thì từ theo cái thời điểm mình mua, nhưng mà nếu mà trong cái thời điểm này mình mua trước tháng 3 thì cái căn nhà đó nó còn hay là nó không còn cái promotion đó, cái người ta cho builder nó cho mình còn hay không thì quý vị cứ gọi cho Kevin để tham khảo để coi nó còn hay không trước khi mình sẽ mua căn nhà đó. Thì khi mà mình bước vô á, mình bước vô trong nhà đó thì bên tay trái của mình đó là cái phòng study. Quý vị có thể thấy bên tay trái của mình á. Ok. Đó, khi mình bước vô thì nhà này á, những cái gì mà quý vị thấy trong đây là đa số là nó coi như đối với cái nhà của này á, nó làm cái nhà rất là bình thường, nhưng mà nó ốp rồi nó trang trí vô thôi, chứ mà khi mà quý vị mua thì cái nhà Orlando 3 phòng ngủ và 2 phòng tắm, 1 phòng nhờ 1 phòng làm việc á, thì nó sẽ tương tự như vậy. Bên đây là cái tủ cabinet. Nó có một căn có sẵn rồi không, cái tủ bây giờ cái tủ như là cái cabinet này là cái countertop đây. Thì nó nhìn thẳng ra kia, thì chỗ này bây giờ mấy cái loại nhà bây giờ đó, nó xây á, người ta hay chuyên môn để mấy cái bàn ăn như đây, người ta cũng khác luôn, nó khoái cả gia đình ngồi, nó sum họp lại rất là good không. Thì nhà này trong cái bếp đó thì nó có, khi mình mua nhà mình sẽ có cái bếp nè, cái microwave nè, ở nhà này thôi, nó có cái đồ thổi ra ngoài, ok, và có mấy rửa chén. Cái này là cái pantry. Cái chỗ để thức ăn cho mình nấu ăn. Và nhà này cũng có khá nhiều cửa sổ, mặc dù nó nhỏ nhưng mà có khá nhiều cửa sổ. Tất cả những cái cửa sổ này sẽ có màn cửa hết, builder á. Cái builder này bây giờ nó đang có incentive, nó cho mình cửa sổ và mấy thứ nước xung quanh hết ngôi nhà từ trước ra sau nha quý vị. Ở đây là phòng khách. Rồi bước ra ngay bên đây là mình sẽ thấy là bên cái không gian mở này ngay chỗ cái bếp á, thì nó sẽ đi vô cái hallway thì mình đi vô cái này. Nó sẽ có một cái closet ở đây, một phòng máy giặt máy sấy nằm ở đây. Phòng mở trong đây là phòng máy giặt máy sấy, rất là rộng, có thể cái này mình có thể dùng và đường điện với đường ga luôn. Bây giờ bắt đầu khi mà bên không gian chỗ máy giặt máy sấy rồi thì mình vô đây nó làm cái hallway, mình sẽ vô mấy cái phòng này, hai phòng nó nằm đối diện với nhau. Bên ngoài là họ lót gạch tùy theo mình upgrade, còn bên trong sẽ là thảm tùy theo cái nhà, nó sẽ có cái upgrade list cho mình. Nhà này là nhà 3 phòng ngủ, 1831 square feet, nhà trệt. Có thêm một cái study có thể làm phòng số 4. Giá của nó bây giờ giá của nó gần 400.000, khoảng 388-389. Nhưng mà bây giờ cái căn nhà này trong thời điểm này nó có mấy cái promotion cuối cùng nó giảm này giảm kia thì còn 368.700 cho cái thời điểm này lúc Kevin đang quay video nha.
là tức là khoảng hôm nay là khoảng ngày 26, 27 tây tháng 3. Thì khi mà mình quý vị gọi vô một cái nhà đó mà nó bán đi hoặc cái gì khác đó, thì bây giờ trong lúc này là nó là cái giá đó. Căn này mình có luôn hệ thống tưới nước nè, sprinkler system, rồi tất cả các cửa sổ là có màn cửa hết, rồi garage opener, cái hệ thống mở garage là có sẵn luôn. Ok, và nếu mà quý vị có thấy lát mình đi vô là cái bếp mình nhìn thấy có cái tủ lạnh ở đây, cũng là máy giặt máy sấy mà Kevin mới vừa quay đó. Thì nếu mà mình muốn mua luôn cái đó thì mình khi mà mình đặt cái nhà mình có thể mua cái đó nửa giá. Máy giặt máy sấy với tủ lạnh á, thì mình nếu mà mình đặt ngay cái lúc đó thì mình sẽ được nửa giá. Nếu mà còn vấn đề mà mình, nếu mà mình vay tiền mà mình đi vay tiền của họ thì họ cho mình thêm 7.000 nữa nếu mình đi nhà băng của họ. Còn đối với những gì chậm 100% tiền mặt thì cái giá của căn này bây giờ nó có một căn đang available là khoảng 368.000. Trong cái phòng khách này mình thấy là nó xếp những cái nhà trệt, trần là cao 9 feet nha. Trần cao 9 feet, nhà không gian nó rất là mở, nhìn nó rất là đẹp luôn. Thế này là phòng master ngay đây, trước khi ra ngoài sau thì có phòng master ngay đây. Phòng master, đây là cái air closet, nha. Air closet không lớn lắm nhưng mà cũng lớn. Nói chung là closet size nó ổn định. Nhà này trong phòng master thì nó có bồn tắm đứng, bồn tắm nằm. Trong đây là toilet ở đây. Toilet ở đây nó có cái mini closet ở đây. Thì tất cả trong đây là lót chặt hết trong cái phòng master này nha quý vị. Là theo những giới thiệu cho quý vị không gian của cái nhà này. Nhà trệt khu này rất là thuế rất là thấp, nhà 2.4, và khi mà mình khai giảm thuế xong nó còn khoảng 1.9 thôi. Ở đây bây giờ cái giảm thuế quý vị không cần phải lo đợi tới năm tới nữa, mình có thể khi mình mua mình có thể khai giảm thuế liền được luôn, cho nên rất là good. Nếu mình mua nhà để ở khu này thì tạm thời ra là họ không cho những cái đầu tư, nhưng mà nếu quý vị muốn mua thì cứ nói với Kevin sẽ có cách để nếu quý vị muốn như thế nào thì nói cho các bạn, trường sẽ có cách để hướng dẫn cho quý vị cách mua như thế nào nha. Ok, rồi đó là cái khu bên trong của cái nhà, dần ra sau vườn một chút nha quý vị. Khi mà mình bước ra khỏi phòng master đó thì sẽ ra ngay cái patio luôn. Nhà này á, thì cái mái che nó có sẵn, mình mua là nó có luôn cái patio rồi, không cần phải nâng cấp nó lên nữa, mình mua là nó có sẵn luôn. Trung bình cái đất của nó cũng vậy, cũng nhìn quý vị nhìn cái đất này là nhà mẫu, nhiều khi nó cao nó lớn hơn chút, nhưng mà trung bình nhà nào cũng có một miếng đất nhỏ hơn sâu đó. Khi mình mua nhà thì tất cả những cái nhà này có patio sẵn, màn cửa đồ trong đồ ở trong rồi, đất ở phía sau là thấy một cái không gian nhà với một cái mặt không gian đất khác nhau. Ok, đó là cái giới thiệu cho quý vị cái căn nhà này của Meritech Home ngoài Combo, là một trong những khu phát triển nhanh nhất trường học, bây giờ đang đứng top 5 rồi, đang đứng top 5 rồi. Thì thuế khu này rất là thấp, 2.4. nhà này nhà trệt 1831 square feet, 3 phòng ngủ, 1 phòng study. Nếu quý vị có những cái thông tin gì cần thêm, những nhắc mắc gì đó cần thêm thì quý vị có thể gặp cho Kevin nha. Kevin là real estate broker, là Kevin làm chuyên viên địa ốc tại Houston, Texas. Số điện thoại trường là 281-748-4874, 281-748-4874. Cảm ơn quý vị rất nhiều và Kevin hẹn quý vị trong video lần tới nha. Bye bye.